Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm, dây chuyền sản xuất tại công ty sản xuất suất ăn công nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Doanh nghiệp này mỗi ngày cung cấp hơn 40.000 suất ăn công nghiệp cho các trường học, công ty, xí nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng doanh nghiệp cũng còn vướng mắc khi nhiều cơ sở cung cấp suất ăn sẵn sàng hạ giá thấp để cạnh tranh, gây nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, hay giá cả thị trường tăng nhanh trong khi suất ăn vẫn phải giữ giá cũ, gây khó khăn trong việc cung ứng suất ăn đảm bảo dinh dưỡng. Trước những cái mà khó khăn như thế này thì công ty Tùng Anh cũng có một số kiến nghị là đoàn thanh tra liên ngành của sở sẽ đi kiểm tra và thanh tra những cái đơn vị mà không có giấy chứng nhận nếu có, và những đơn vị mà không có đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, để tạo ra cái môi trường lành mạnh cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính, mình xem xét lại cái thuế VAT ở trong trường học. Không chỉ doanh nghiệp, việc quản lý thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cũng chưa được triệt để do lực lượng mỏng, số lượng cơ sở thực phẩm lại đông. Tuy nhiên, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không buông lỏng, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm từ khi mới manh nha. Tôi khẳng định một điều, chúng tôi vẫn phải làm đúng cái chức năng nhiệm vụ thanh tra. Vì với cái tình hình hiện nay, thanh tra mà không cứng mà không làm cho đàng hoàng ấy, thì tất cả những yêu cầu kiểm soát về tình hình an toàn thực phẩm chúng ta làm không được. Thì chúng tôi đồng ý là thanh tra kế hoạch chúng tôi sẽ bảo đảm chỉ một lần trong năm. Và cái kế hoạch thanh tra này thì đều có nộp lên thanh tra thành phố để thống nhất với các ngành và các ủy ban nhân dân quận huyện. Nếu thấy trùng lắp về đơn vị thì ngay lập tức là sẽ họp bàn với nhau để loại danh sách ra, để không có đi trùng. Nhưng chúng tôi giữ cái quyền thanh tra đột xuất, nếu chúng tôi có thông tin về vi phạm thì lúc đó chúng tôi sẽ đến bất cứ lúc nào. Giám sát cái hợp tác xã cung ứng cho cái đầu vào, các cái nguồn nguyên liệu cho ta. Mà chúng ta phải nắm được là hợp tác xã đó thu mua các cái nguồn đầu vào từ những cái tỉnh thành nào, từ những cái hộ sản xuất nào, từ những cái doanh nghiệp nào. Chúng ta phải là có cái kiểm tra chéo và chúng ta kiểm tra bất chợt để chúng ta yên tâm hơn. Rồi là chúng ta cũng phải tăng cường các cái giả định, mặc dù chúng ta chưa xảy ra những cái sự cố. Trưởng đoàn khảo sát cũng đề nghị doanh nghiệp cần nghiên cứu thêm, phối hợp với các sở ngành để tối ưu hóa quy trình logistics, đầu tư vùng sản xuất nguyên vật liệu riêng để đảm bảo chất lượng đầu vào thực phẩm, phát triển cơ sở vật chất, công nghệ tại từng bếp ăn để hạn chế tối thiểu những sự cố an toàn thực phẩm có thể xảy ra.